xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ cùng quay lại với Rastai để khơi một full cable cho Porsche Panamera. Và khi mà khách hàng lái xe từ trong hãng ra và chưa ra biển số thì đã order một cable về, và chúng ta sẽ cùng khơi cable này ra để coi nó là bô gì. Ok, và chúng ta để inbox cái hộp bô này ra. Và đó là FI Exhaust. Cách đóng gói của một cái bô vận chuyển từ nước ngoài về Rastai rất là cẩn thận và tỉ mỉ. Mọi người thấy những cái xốp giảm chấn hay là những cái giảm va đập rất là cẩn thận, để khi mà trong quá trình vận chuyển từ nước ngoài về, từ hãng về Rastai thì sẽ được nguyên vẹn và được đảm bảo an toàn. Giờ chúng ta sẽ inbox chi tiết của cái bô này. Cắt đúng anh, khơi xuống cho xuống anh. nhanh lên. Để đâu? Để đây. Xong rồi xếp lên. Đúng rồi. Sau khi đã inbox cái hộp, cái thùng bô FA thì chúng ta đã thấy nguyên bộ full system của FA Exhaust. Thì nó sẽ bao gồm hai cái đầu bay, bộ trước đầu bay, bộ giữa và bầu. Thì riêng cái bô FA Exhaust này được Rastai order về với cái option là tiếp bô carbon fiber. Và điểm đặc biệt lưu ý nữa là khi chúng ta lên bô các dòng bô của FA thì nếu ở đây có một cái, đây là cái motor on off của bô và bộ remote. Và tại sao chúng ta phải thay thêm cái option cái motor này vào bộ remote? Vì cơ bản á thì trên hệ thống của xe đã có cái công tắc cái motor để mở rồi, nhưng mà khi mà cái công tắc zin của xe á, khi mà mở cái lá lật on off của bô á, nó chỉ mở được 70%. Nên với cái motor và cái công tắc bô FA này thì chúng ta sẽ mở được 100% và đạt hiệu suất tốt hơn. Với bộ remote này thì cái lá lật của cái bô á sẽ mở được 100% công suất. Dù bình thường á, một cái bô zin nó chỉ mở được chừng này thôi. Và khi mà bô đã được độ theo cái option có cái motor và remote của FA, nó sẽ mở hoàn toàn 100%. Giống như chúng ta thấy anh em nào mà đi xe này chắc các chị em phụ nữ rất là thích. Và bộ remote của chúng ta sẽ có gồm gì? Gồm có một hộp điều khiển và một cái remote. Hộp điều khiển này chúng ta có thể điều khiển bằng Bluetooth với điện thoại. Và mọi người có thể tải app FA Exhaust về và có thể dùng trên cái điều khiển được cái hộp công tắc này cho xe của mình luôn, nếu như lỡ quên mất cái remote. Cái remote này á nhìn khá là thời trang, và các bạn có thể thấy là trên thị trường theo mình biết thì có rất nhiều hãng đã fix theo cái mẫu này rất là nhiều, dựa vào mẫu này để mà làm những chiếc remote cho các cái hãng bô khác. Đây là cái hộp của cái tiếp bô carbon fiber, và carbon này là carbon mờ. Nhìn cái độ sắc nét và chi tiết, chúng ta có thể thấy bô riêu nhìn ở phía trong này, các chi tiết carbon nhìn rất là sắc nét. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành lắp chiếc bô này trên con Panamera.
Sau khi mà quá trình mà chúng ta đã thay thế lại xong cái bo FI Exhaust thì mình sẽ cùng mọi người test cái âm thanh của cái bo FI Exhaust này sẽ như thế nào. Sau khi cái bo FI Exhaust đã được gắn lên chiếc Panamera Exhaust này thì chúng ta đã được nghe âm thanh của chiếc bo full system của FI Exhaust. Bình thường cái action của cái bo FI Exhaust này sẽ có chiếc remote như thế này, và ngoài ra chúng ta có thể dùng bằng app trên điện thoại. Và bây giờ mọi người sẽ cùng mình xem cái app nó sẽ được sử dụng như thế nào. Ok, camera anh có thể lại đây. Đầu tiên chúng ta sẽ tải cái ứng dụng FI Exhaust Pro này về. Đây. Và chúng ta sẽ cái nối với xe. Rồi. On.
thì chúng ta sẽ ôn. Đó, thì mọi người nghe tiếng bồ khi ôn nè. Và mình sẽ ốp, ốp nó đi. Đó, đó, nó rất, cái thao tác rất là dễ sử dụng. Cái app này á, cái dung lượng nó rất là nhỏ, và khi mình dùng á, nó rất là mượt mà, nó không ảnh hưởng tới cái việc gọi là lát máy hay là khó sử dụng, hoặc là chạy cái app này nó nặng hay là nó sẽ bị giật. Cái app này rất là nhẹ nhàng và sử dụng rất là dễ, và cấu hình rất là đẹp. Và có một vấn đề á, có một vấn đề là khi mọi người nghĩ là gắn bo, khi mà mình lên nâng cấp bo á, hệ thống bo sẽ bị hay sẽ bị báo rối ở động cơ về hệ thống khí thải. Nhưng khi mà thay cái bo FA Exhaust này vào á, thì cái hệ thống bo này rất là ok, và nó đã set up trước cho chúng ta là sẽ kết nối sẵn với cái hộp điều khiển. Và khi lắp cái hệ thống bo này vào á, chúng ta không có can thiệp gì vào cái phần máy hết, và hoàn toàn như mọi người thấy, chúng ta ở đây không có một cái lỗi nào hết. Đây, cái này mà chúng ta cũng không có can thiệp vào phần máy gì hết, nó đã auto. Không, khi bo, hệ thống bo này đã được set up trước là về tùy chỉnh chuẩn, không cần phải cài đặt hay là gì hết, chỉ lắp vô và hệ thống cũng không, sẽ không báo lỗi. Và sau khi thay xong cái hệ thống bo FA Exhaust này á, thì trời cũng đổ mưa, nên là mình không có cơ hội để chạy test drive ngoài đường để mọi người cùng thưởng thức cái âm thanh mà sau khi mà nó sẽ chạy ngoài đường sẽ như thế nào, khi chuyển số là tiếng bo sẽ được, cái âm thanh nó sẽ dội như thế nào. Nên là sẽ hẹn mọi người một dịp khác, chúng ta sẽ nghe cái tiếng bo của FA cho Panamera vào một dịp tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã đồng hành và luôn theo dõi Rap Tay với những cái project như thế này, và mong mọi người hãy luôn luôn ủng hộ, tiếp tục ủng hộ và đồng hành cùng Rap Tay. Hãy like và share kênh Rap Tay Hồ Chí Minh Việt Nam để mà theo dõi những project đặc biệt tiếp theo của chúng tôi.